Hi, xin chào các bạn. Dưới đây là đầu tiên các bạn xem video clip của mình, thì mình là Duy, chủ nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Hiện tại bây giờ là hơn 6 giờ, các bạn, Duy đã có mặt tại showroom để mà chuẩn bị một chiếc xe và giao cho anh Tâm. Thì anh Tâm là một người bạn rất là thân của anh Hoàng của các bạn. Nếu mà các bạn có xem cái clip mà Duy giao chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300 á về Củ Chi á, thì các bạn sẽ biết anh Hoàng như thế nào ha. Đó, rồi một xíu nữa anh Tâm sẽ đến và Duy sẽ bàn giao chiếc xe này cho anh Tâm, và các bạn xem coi cái xe của anh Tâm là cái chiếc xe gì nha. Đó, bởi vì là anh Hoàng hiện tại bây giờ đang đi cái xe GLC 300 màu đen đó, nhưng mà không biết là anh Tâm đi cái xe gì. Ok, lát nữa anh Tâm với lại chị Vân đến thì Duy sẽ bàn giao cũng như là cho các bạn xem buổi giao xe nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều, bởi vì là anh chị đã tin tưởng ủng hộ em cũng như là chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz làm cái chiếc xe mà đồng hành của mình trong cái thời gian sắp tới. Em xin gửi tặng anh chị cái bó hoa kỷ niệm ha, cho cái xe mới này. Xin chúc công ty nhà làm buôn bán xe đều đều. Thì anh Tâm là một người bạn rất là thân của anh Hoàng các bạn. Nếu mà các bạn xem cái clip mà Duy giao xe GLC 300 á, các bạn biết anh Hoàng rồi. Tại vì cái các cái thông số kỹ thuật của xe GLC này nó tốt. Dạ. Yeah. 300 này nó kỹ thuật nó đầy đủ hơn. Cho nên là để chọn cái này cũng nghiên cứu hết rồi. Nói chung là thông số kỹ thuật các thứ. Trước đây là trước khi mà lựa chọn cái chiếc xe GLC 300 này thì anh Tâm cũng đã coi như là nghiên cứu qua những cái dòng xe như là Lexus nè, rồi BMW, và cuối cùng thì anh chọn cái chiếc xe GLC 300. Đúng rồi. Thứ nhất là cái GLC 300 này anh thấy là thích, bởi vì là cái bởi vì anh thấy rồi đó, cái GLC 300 này nó có nhiều cái thông số kỹ thuật nó hơn, nổi trội hơn các cái loại xe khác. Và dạ, hơn nữa là cái dòng xe này thì bây giờ là nó cũng cái phọc của nó cũng đẹp mà dạ, nó lại rất là vừa. Dạ. Đấy, cho nên là thấy nó gọn cho nên là cũng thích. Coi như nó cũng vừa anh ha. Ừ. À, với lại anh chọn cái chiếc xe này có phải là vì anh Hoàng đang đi chung cho nó vui luôn không? Thành lập với group rồi. Dạ. Mệt. Với cái phần nội thất nó cũng đẹp, sang dạ, trọng, nhiều tính năng. Yeah. Cái option nó tốt. Yeah. Cái xe này coi như là anh Tâm là mua tặng riêng cho chị đúng không? Đúng rồi, cái này tôi là hứa bà xã tôi là sẽ mua và nhân cái sinh nhật, gần tới sinh nhật tôi sẽ tặng bà xã tôi xe đẹp này. Dạ, sinh nhật của chị cũng như là sắp tới ngày 20 tháng 10 nữa. Dạ. Thì nói chung là đây là một món quà cũng rất là tuyệt vời đúng không chị? Quá tuyệt vời luôn. À, anh Tâm có cho mọi người biết là anh với anh Hoàng coi như là mấy anh em coi như là chơi với nhau bao lâu vậy không? Anh với Hoàng thì cùng đi học với nhau ở bên Bulgari, nên biết nhau đã mười mấy năm rồi. Dạ. Anh và anh với Hoàng là ở bên đó, cho nên là sau khi về Việt Nam thì mỗi người mỗi một cái công việc, cho nên là không gặp lại sau gần 20 năm thì lại kiếm ra. Oh. Đấy, cho nên là nó có những cái gì với tình cảm rất là đặc biệt từ ngày xưa. Yeah. Và cho đến bây giờ thì nói chung là khi gặp này bây giờ thì ở Việt Nam này anh Hoàng cũng đã rất là trưởng thành, rất thành công. Rất thành công. Rất thành công. Và anh với chị Vân thì cũng coi như là cũng làm được một số việc nhất định ở trong cái xã hội mình rồi. Nói chung là anh công tác cũng hơn gần 30 năm là làm bên viện kiểm sát, là cũng phục vụ cho đất nước. Đất nước và đến bây giờ là đã nghỉ hưu rồi chứ cũng phải hưởng thụ một tí. Dạ. Nói chung là anh làm coi như là từ lúc mà ở bên đi học ở bên Bungary rồi về Việt Nam là khoảng 30 mấy năm. Đúng rồi. Ba mấy năm rồi. Hơn 30 năm. Dạ. Về anh học đại học luật xong rồi ra bên làm bên viện sát. Dạ. Từ đó tới giờ luôn. Dạ. Khi nghỉ hưu luôn. Dạ.
nó cũng phục vụ hết cho đất nước rồi. Coi như là... ngày xưa anh đã đi bộ đội, 18 tuổi đây đã đi bộ đội rồi. Xong rồi khi bộ đội về thì anh đi học bên kia và về Việt Nam thì anh lại đi tiếp tục. Nói chung là cũng phục vụ cho đất nước rồi. Cũng... Yeah. Đến khi về hưu thôi. Nói chung là trải qua quá trình coi như là làm việc cũng tính ra cũng lâu hơn 30 năm. Hơn 30 năm ha. Và giờ anh tiếp tục là anh làm luật sư đó. Cho nên là hành nghề luật sư thì còn được sức lực như thế nào đó thì làm tiếp tục là phục vụ. Thế lại có công việc làm nó cũng vui thôi anh nói ha. Thì không cũng cũng thì đúng rồi, có công việc là rồi giúp ai được cái gì hoặc là mình giải quyết được vấn đề gì về vấn đề pháp luật mà bà con người ta không có hiểu được thì mình cũng giúp người ta. Chủ yếu là mình giải thích rồi mình ấy tư vấn về vấn đề pháp luật. Nâng cao vấn đề dân trí. Thì bằng cái clip này thì em cũng trước tiên là cảm ơn anh chị ha, đã chọn Mercedes-Benz cũng như là ủng hộ em, coi như cũng trong quá trình mà đặt xe cũng chờ đợi xe rồi cũng coi như là rất là nhiều việc đúng không anh? Đó, nhưng mà cuối cùng ngày hôm nay thì cũng là cái ngày rất là đẹp, anh nhận xe đó. Thì trước tiên là cảm ơn anh chị, và thứ hai nữa là em cũng xin cảm ơn anh Hoàng, bởi vì là nhờ anh Hoàng thì anh Hoàng mới là liên kết cho anh em và chị em mình gặp nhau đó, thì mới có là cái cơ duyên ngày hôm nay ha. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Thì thứ nhất là cũng cảm ơn Duy cũng nhiệt tình làm cái tất cả để là theo cái ý muốn của anh chị thì nó này đã thành công rồi. Thì cũng thay mặt gia đình cảm ơn em với công ty. Nói chung là trong cái quá trình mà mua bán thứ này khác thì họ thành giá cả thì em với nhiệt tình giúp anh chị làm sao để tốt nhất cho anh chị. Thì nói chung là khi mà anh chị đến với em hoặc là khi mà anh Hoàng đã giới thiệu như vậy rồi thì chắc chắn là tất cả những khách hàng của em hay là những khách hàng mà anh chị khách hàng cũ của em giới thiệu gì đó thì em làm được cái gì là em sẽ làm hết, kiểu như là không có khe gì hết, kiểu như mình làm được hết sức mình là ok. Thì đúng, anh thấy nhà là nhiệt tình và em rất là thầy là chân thành, nhưng mà giúp anh thì nói chung là cũng từ mối quan hệ cho anh Hoàng thì nói chung là biết em thì nói chung là qua anh Hoàng giới thiệu thì nó không có gì là sai cả. Và mình đã tin tưởng chọn em và bây giờ anh lại chọn em tiếp đấy. Thì cái cách làm việc của em thì nó rất là khoa học và nói chung là nó rất là cho khách hàng vừa lòng đấy. Thì mong là anh sẽ phát huy và sẽ thành công trong cái việc làm của mình. Em cảm ơn anh Tâm nhiều. Thì nói chung mà cái group mà của Tâm á, em nghĩ là rất là nhiều những anh chị khách hàng coi như là tiềm năng của Mercedes-Benz luôn, và hơn thế nữa là trong cái ngành luật sư của anh á, cái ngành luật sư của anh á, thì đặc biệt là bên em cũng có một cái ưu ái riêng, một cái offer riêng dành cho chính vì vậy cho nên anh cũng sẽ là biết cái chuyện đó, cho nên là giao tiếp với luật sư thì đúng với giới luật sư thì cũng nhiều người ta cũng thích cái mẹt, cho nên là anh sẽ giới thiệu bạn bè rồi những người mới. Bởi vì anh đi thì bạn bè nó sẽ hỏi cái tính năng như thế nào thì anh sẽ quảng cáo thêm cho em. Thì trong cái nghề của mình ấy, thì cũng giao tiếp nhiều với các tầng lớp của xã hội. Cho nên là cái đấy mình cũng là thuận lợi. Có anh sẽ giới thiệu cho em, vậy thôi. Thực ra em kinh doanh ở hãng xe của Mercedes-Benz thì cũng là nhờ những anh chị nhiều. Anh chị, thực ra những khách hàng tự tìm đến mình thì cũng biết mình trên mạng xã hội này nọ thôi. Nhưng mà khi mà chẳng hạn như là anh Tâm hay là anh Hoàng mà giới thiệu bạn bè thì chắc chắn một điều rồi là cái sự tin tưởng nó cao lên đúng không anh? Hai cái chìa khóa này nó sẽ giống nhau hết chị nha. Thì anh chị có thể là cất một cái, xài một cái thôi.
Dạ, thì cái chìa khóa này khi mà mình xài một thời gian nó sẽ hết pin. Đó, và đặc biệt nữa là cái xe của anh chị nó có sử dụng cái hệ thống là Keyless Go, là lock cửa, mở cửa, cảm ứng, cho nên là cái chìa khóa nó lúc nào cũng phát ra tín hiệu để nhận biết xe gần xe. Dạ, thì cho nên là nó cũng sẽ hết pin nhanh, hết pin hơn. Đó, thì em mời anh. Hết pin được thay ạ? Dạ, thay pin đơn giản lắm, ở trong đây nè. Anh tự thay nữa. Dạ, cái xe của anh ha, Tâm ha, thì khi mà anh Tâm tới gần xe, anh Tâm chạm vào, nó sẽ mở cửa. Đó, nó mở cửa rồi đó. Rồi khi mà anh chạm vào, nó cũng sẽ lock cửa. Chạm vào đây, nó cũng sẽ lock cửa. Chạm vào đây nè, anh Tâm. Ổn rồi. Thì cái xe của anh có 4 cái vị trí để lock cửa, là 4 cửa luôn. Ở đâu cũng được ha. 4 cửa, tại 4 tay nắm đều bằng. Dạ, đúng rồi. Mở cũng mở đây rồi. Anh mở thì anh chạm vào đây, nó mở. Mặt trong là nó mở nè, còn chạm vào đây là nó lóc. Được rồi. Dạ, 4 cửa đều vậy luôn không? Dạ, 4 cửa đều vậy luôn. Đó, với lại nữa, cái chìa khóa này nó có một cái tính năng nữa là giúp cho anh chị mở cửa kính ra hoặc là đóng cửa kính lại. Ví dụ trong trường hợp mà anh chị đậu ở ngoài trời, nhiệt độ bên trong xe nó bị nóng, nó bị nhiệt độ cao ha, thì anh chị trước khi vô xe mình có thể là hạ kính xuống, hạ sân rúp xuống để mà đi vào xe cho nó nổ máy, cho nó thoải mái hơn ha. Thì anh Tâm bấm nút này giữ luôn này, phải không? Giữ luôn, giữ luôn. Thì cái tính năng này khi anh chị đứng gần xe đó, anh sẽ thấy là cái sân rúp nó mở ra trước. À, anh tiếp tục anh giữ luôn. Anh nhả ra cái nữa, anh giữ luôn, giữ ra cái anh bấm cái nữa, giùm em, lúc này luôn, giữ luôn. Tớ mình muốn đâu thì mình dừng lại. Đúng rồi, tiếp tục anh giữ luôn thì cái sân rút nó mở ra tiếp. À, hơi nóng nó bay ra ngoài đó. Trước khi anh chị đi vô xe á. Còn dù mà anh chị đi ra khỏi xe rồi mà những trường hợp mà quên đóng kiến á, có những cái trường hợp mình vẫn quên đóng kiến, thì thay vì mình phải vào trong mình bật công tắc máy lên, bấm kiến lên, thì đối với xe này không cần nữa. Anh chị có thể là bấm cái nút này, nút lock giữ luôn. Nút lock nè, giữ luôn. Đây phải không? Dạ, hoặc là bấm cái nút này giữ luôn. Giữ luôn nó tự đóng hả? Giữ luôn. Anh giữ luôn. Dạ. Khi mình không cần phải đó, cái thanh rút nó chưa đóng cả hết nữa nè. Anh giữ tới đâu nó sẽ đóng tới đó. Em giữ tới đâu nó đóng tới đó. Chứ đấy hoặc dưới đây là giống nhau đó. Bên này với bên này là giống nhau. Dạ, cái nút lock cái này là lock nè, thì cái này cũng lock nè. Nó sẽ giống nhau, thao tác giống nhau. Còn một cái trên cái chìa khóa này luôn, sẵn em hướng dẫn cho anh chị luôn. Đó là cái tính năng chống trộm cho cái chìa khóa. Thay vì lúc mà anh mở cửa, anh sẽ mở hết 4 cửa đúng không? Thì nhiều khi chị chạy xe, chị sẽ bỏ cái túi xách ở bên cạnh. Đó, nhiều khi mà mình tới cây xăng, mình đổ xăng hay gì đó, thì mình lo nhìn cây xăng không, có thể nó mở, nó lấy đồ của mình. Thì mình chỉ mở cái cửa này thôi, tất cả các cửa là còn lại đều đóng được. Thì mình set up bằng cách là bấm nút lock và anh lock giữ 10 giây. Anh thử đi. Lock. Bấm đây không? Giữ 10 giây luôn. Thì anh sẽ thấy cái đèn đỏ nó chớp lên trên cái chìa khóa. Chờ chút, cho nó chớp đi. Đó, thì khi mà anh Tâm mở cửa, anh Tâm bấm một cái thì nó sẽ mở một cái. Anh thấy cửa bên kia còn khóa nè. Đúng không? Đúng, bấm cái nào một cái mở cái, bấm cái mở. Dạ. Đó, anh thấy cái cửa bên kia còn đóng đó. Đây. Chốt cửa nó còn đang ở dưới á. Không, còn nếu mà anh bấm thêm một cái nữa, nó sẽ mở hết tất cả các cửa. Bấm cái nữa, đây được không? Dạ. Đó, thì nó sẽ hết mở cái cửa. Thì cái tính năng này là tính năng chống trộm cho chìa khóa. Chẳng hạn khi mà anh chị bước từ trên xe xuống cũng vậy, thì nó cũng sẽ mở cửa này thôi. Cái cốp của anh là cái cốp điện, anh có thể mở ở chỗ này. Để tay vô hả? Dạ. Đó. Hoặc là anh có thể sử dụng cái chìa khóa anh bấm cũng được. Chìa khóa bấm vào cái nào? Này. Dạ, nút cuối cùng. Cuối cùng hả? Dạ. Là mở cốp. Mở cái đóng cốp, mở cốp. Đóng là bơm đây phải không? Giữ luôn. Giữ luôn cho em. Giữ luôn là nó tự đóng.
Dạ. Dạ thì cái tính năng mà đóng cốp mở cốp này á thì nó chỉ ở một cái khoảng cách vài mét thôi. Ừ. Nó không có xa. Đúng rồi. Dạ tại vì khi mà mình lỡ mà quên mà cấn cái nút mở cốp á thì có thể cái cốp mình nó mở lên rồi bị mất đồ ha. Đúng. Dạ thì Mercedes-Benz họ cũng tính ra mức đó. Bấm giữ 3 giây là nó sẽ đi xuống luôn à. Bấm thử giữ 3 giây luôn xuống à. Rồi anh buông ra là xuống à. Nó tự động. Dạ. Mở lên thì bấm giữ 3 giây thôi. Cũng như 3 giây tự nó mở. Hoặc là trong cái trường hợp mà anh chị muốn cái cốp nó cao ở mức này thôi, không có cao lên nữa thì anh chị giữ được cái mức đó luôn, nó lưu lại cái vị trí đó. Chẳng hạn như là bây giờ chị muốn ở cái vị trí vừa tầm của vậy thôi. Chẳng hạn như vị trí này nó không đi lên nữa ha. Thì chị bấm cái nút này giữ luôn 3 giây. Khi cái tinh lên đó là mỗi lần khi top mình bung lên thì nó bung lên cỡ này thôi. Nó sẽ không bung lên không cao nữa. Ở đây bắt buộc khi mà đi máy vào là phải ở đây vào đây à? Phải dạ, đây mở đây. Mở tay thì mở vào đây. Dạ tay ở đây. Ở trong nó vẫn có nút mở được. Lát nữa trong anh chị nha. Cái nắp xăng này á, nó sẽ lóc cùng với cái cửa xe. Cái cửa xe của mình lóc thì cái nắp xăng lóc. Cái cửa xe mình bấm, mình mở cửa xe thì nó sẽ mở. Chứ nó sẽ không có một cái nút nào để mở xăng ở trong đó hết. À thế ở đây cái này mở à? Mở dạ đây không. Không? Cái cửa lóc thì nắp xăng lóc, cửa mở thì nắp xăng mình bấm kia. Nghĩa là mình ở trên xe mình đổ xăng, mình mở cửa. Trên này là mở à? Dưới này lóc à? Dạ, lóc. Đó ở trên này. Dưới là mở. Dạ. Nó nè, ổ khóa nè, mở khóa nè. Này ví dụ mình muốn mở xăng là mở bên đây. Hoặc là anh mở cửa xe. Mở cửa xe là ở đây nó tự xăng, mở. Nhiều khi mình không đi xuống. Mình ngồi trên xe thì mình bấm cái chốt mở cửa hoặc là mình mở cửa ra. Thì nhân viên đổ xăng nó phải nhấn vào đây nó mới ra. Dạ. Trong cái nắp đổ xăng này nó vẫn có những cái ghi chú cho mình nữa. Là đổ xăng 95. Giùm em. Là sao? Đổ xăng là A95. Đổ A92. Đẹp luôn. Ừ. Tim của anh đó. Đó tặng anh cái nón kỷ niệm cho vui. Rồi em tặng cho anh chị hai cái áo ha. Hai cái áo cọc giống nhau luôn, hai cái áo màu đen luôn. Bỏ vô trong đó luôn. Hai cái áo màu đen ở đây cho em để đây nè. Cái phần quà cho anh nè. Cái gì vậy? Phần quà. Đèn pin hả? Dạ không. Cái này là một cái quyển sổ để anh ghi chép ha. Rồi ở đây là một cái này. Cái đó là cái gì? Cái này nó giống cái chìa khóa nhưng mà nó không phải chìa khóa. Cái là USB. À, USB à? Hả? Để mình lấy nhạc rồi. USB. Để chép nhạc vô đúng không? Dạ. Để giữ bút hả? Cái bút. Cái này gì? Đây là cái bình giữ nhiệt. Đựng nước. Bình uống nước. Uống nước nhiệt. Cách nhiệt anh. Đẹp quá ha. Bữa nay nhân ngày kỷ niệm đây là cái thư cảm ơn của bên tổng giám đốc Mercedes-Benz. Cảm ơn anh chị đã mua xe. À, bữa nay là ngày kỷ niệm nhận xe, hai anh chị ký trên đây để kỷ niệm luôn ha. Ký trên đây đừng có cái bút, bữa nay anh khui cái bút này ra luôn. Bữa nay là ngày 4 tây tháng 10 2020. Hai mấy? Ngày 14 tháng 10. 14 tháng 10. Ông coi ngày mà ông còn hỏi. Dạ. À, làm ký này. Ký luôn đi, kỷ niệm luôn. Mình mốt lấy ra, ngày này là anh chị nhớ là ngày mà nhận xe nè. Em ghi là gì vậy? Cái gì? Thôi khỏi ký được rồi. Ký hả? Anh đã ghi rồi. À. Ở tầng bà xã không? Đây rõ ràng nha.
rõ ràng đúng không anh, ghi lại cho bạn giao tặng bà xã để bà xã chở ông xã chơi. Rồi em sẽ để ở đây ha. Ok, ở đây nó sẽ có bánh xe dự phòng nha. Bánh xe dự phòng cho anh là cái bánh để đi tạm thời thôi, nó không phải là cái bánh giống như ngoài kia. Thứ hai nữa đây là cái biển cảnh báo tam giác. Biển cảnh báo tam giác có nhiều bánh lủng rồi đó, anh để phía sau để cảnh báo hoảng hoang nha. Và cái này là cái con đội nè đó, anh chị mà đi tỉnh nhiều đó thì em nghĩ là em phải hướng dẫn cái này cho anh chị, tại vì trong những cái trường hợp mà anh chị cần không biết gọi ai thì ở đây. Cái con đội xe này á, không hướng dẫn là con nhiều khi không biết cách xài. Đó, cái bốn cái chỗ đội xe, bốn bánh xe đều có bốn cái chỗ đội xe. Cái này là cái bơm điện. Bơm máy bơm. Dạ, bơm bánh xe thôi. Bơm làm như nào? Lát anh chỉ anh bơm luôn. Cái này là cái bình keo khóa xe. À. Đó, mặc dù trang bị bánh xe cua nhưng mà họ trang bị cho anh luôn cái bình keo khóa xe. Nè, anh nhìn nè. Bị lủng bánh nè, bước số 1 là bị lủng bánh nè. Bước số 2 là anh cắm cái bình nè, cắm cái đầu qua như đây, qua cái bình keo và tới qua cái bơm xe. Tại cái bơm này nó sẽ đẩy cái chất keo. Cái bơm này nó sẽ đẩy chất keo đi vào bên trong cái lớp xe. Vá để cho nó vá. Thì khi mà mình bơm chất keo đó vô vào á thì mình sẽ là bơm lên. Bơm lên. Cái đầu này bỏ vào đây à? Dạ đúng rồi, nó sẽ có cái nè, cái đầu cái máu nè. Nó sẽ quào vô đây, nó bấu vô đây, nó bấu vô đây để còn nó cái đầu kia là vào dạ, chỗ luôn. Cái này là đi ra nè, keo nó sẽ đi hơi nè, nó đẩy vô đây, nó sẽ đi ra ở đây vào bánh xe. Nè, đó, thì khi mà anh bơm cái chất keo này vào, thì nó kêu là maximum là bơm 10 phút min này đó, nhưng mà mình sẽ bơm theo cái áp suất đi, bơm theo cái áp suất của ấy đi, min là 29 psi ha. Và khi mà mình chạy á, mình bơm chất keo này vô mình chạy 10 phút để mình xuống mình kiểm tra tiếp, mình kiểm tra lại để coi cái, tại vì khi mà anh chạy á, là cái keo nó sẽ trộn ở trong đó, nó chán ngược bánh xe. Là 10 phút sau mình xuống mình kiểm coi nó có bị xì hay không vậy thôi. Thì cái lớp keo này á, thì em nghĩ chắc là anh ít khi sử dụng trong những cái trường hợp mà tại vì mình đã có bánh xe dự phòng rồi. Trong trường hợp mà không có bánh xe dự phòng á, thì em nghĩ là cái xài cái này. Có bánh xe dự phòng mình xài cái kia đi, tại vì khi mà anh bơm cái keo thì cái keo nó chán vô cái lớp xe, nhiều khi nó không có tốt. Em để ở đây đi, xong rồi em sẽ hướng dẫn cho anh cái cách mà để vệ sinh ở làm cái con đội này. Thì ở đây nó cũng có hướng dẫn luôn, down up là đi lên. Bây giờ mình muốn đi lên ha. Đi lên nè, theo chiều nè, nó hướng dẫn hết nè, down đi xuống nè. Đi lên thì khi mà anh mở ra vậy rồi đó, anh sẽ chiều bằng tay sẵn cái clip này luôn. Thì những anh chị mà các bạn mà có xem để biết cái cách mà sử dụng cái thay lớp xe luôn ha, mình sẽ dùng bằng tay trước rồi đi qua đây. Bốn cái bánh xe nó đều có chỗ, bốn cái chỗ đội xe, cái chỗ ô vuông nè. Không rồi. Đây. Thì cái con đội này nó sẽ vô đúng cái chỗ đó, đúng cái khớp đó luôn. Nó thiết kế riêng dành cho cái này. Đó, nó đi vô đúng cái khớp đó anh mới đội lên nha. Anh sử dụng bằng tay trước. Anh sử dụng bằng tay trước giùm em. Tại vì khi mà nó đi vào khớp thì mình mới quay lên nó mới an toàn. Con đội này xài nó an toàn lắm, nó không có bị trượt con đội. Thấy là nó đi vào đúng rồi đó. Đó. Vậy mới đúng á. Thì anh sử dụng cái cần đó. Bảy lên. Cực lên này phải không? Đúng rồi. Bảy lên. Rồi rồi. Ha. Thì trước khi mà anh bảy lên á thì anh sẽ sử dụng cái tay quay để anh mở, anh nới lỏng bánh xe trước nha. Tại vì khi mà anh đội lên anh mở nó bị quay cái bánh xe. Đúng rồi. Ha. Mình sẽ để như thế này, mình qua mình mở trước rồi mình hạ xay lên. Rồi mình mới lấy cái bánh ra. Mở
cho mở ốc ra trước đúng không? Mở dạ, anh phải mở ốc ra trước, anh sử dụng cái mình gọi là nới lỏng ra thôi. Mình nới lỏng ra chứ không phải là mở. Mình nới lỏng ra trước, rồi xong rồi mình mới là đội lên. Đội lên vừa cái bánh xe nó vừa chớm lên thôi. Đừng có đội lên quá cao nữa. Anh đội vừa chớm lên cái anh đủ anh lấy cái bánh xe ra là anh xong. Lấy bánh xe ra. Cái bánh này lấy lên để về nó nhấc ra thôi, gì đâu nó phải phải tháo gì không? Dạ không. Chỉ nhấc ra thôi. Không chắc rồi cảm nhận. Anh xoay cái này. À, xoay cái đó ra. Cái bánh này anh không phải là chạy muốn chạy nhiêu chạy nha, nó có giới hạn tốc độ, nó có giới hạn tốc độ để chậm lại, chạy chậm lại, nó cho anh chạy như là có 80, tối đa 80 thôi. Trên cái lớp nó có ghi 80 km/h, còn cái tay quay nằm ở đây anh nha, tay quay để quay bánh xe nằm ở đây ha. Anh có dây điện anh sẽ cắm vào đây, bật nổ máy lên là mình sẽ bơm được thôi. Thì ở trên đây nó sẽ có cái đồng hồ để mình nhìn vào theo cái thông số của lớp đó mình bơm. Còn cái nút này để khi mà anh bơm cứng quá anh bấm nó xả hơi. Bơm cho xả hơi ra. Đúng rồi, nếu mà anh bơm quá lố á, anh bơm lố đi. Thì bơm xả ra. Xả ra. Rồi mở được mở công tắc này không? Đúng rồi, cũng đơn giản thôi. Dù trong trường hợp anh hết pin á, anh mới để vô đây. Để vô đây nè. Quay ngược lại. Đúng rồi, để vô đây để nó nổ máy cho nó sát vô á, cho nó sát vô nè. Ví dụ để vậy. Thì ví dụ hết pin á anh để vô vậy nè. Để vô gì anh nhắn. Cái này có ốc ở đâu? Ốc bánh xe. Quay bánh xe. Rồi gắn vô sao. Rồi anh nổ máy đi. Một trước thì nổ máy đâu có đạp. Anh không? Phải đạp thắng. Đạp thắng là gì? Dạ. Alo. 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 À. Thưa nhà văn Nguyễn Đình Tú. Khi mà anh nổ máy lên như thế này nè, thì nếu mà cái chiếc xe của mình á, nó ok hết, nó không có bị một cái gì hết, thì nó sẽ không có báo lên nha. Nhưng mà khi mà nó báo lên một cái gì đó là anh sẽ biết rồi. Ví dụ mở cửa, đúng rồi ha, rồi mở cửa, hoặc là một cái lỗi gì đó nó cũng sẽ báo lên khi mà mình nổ máy lên. Còn bình thường mà anh nổ máy lên mà không thấy báo gì hết là ok, xe mình không vấn đề gì hết. Dạ em cảm ơn anh Tâm nhiều đã tin tưởng ủng hộ em. Em chúc anh và chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Của vừa cái này nó có cái tay bọc mà ấy không? À, có tay bọc, anh mua tay bọc ở ngoài thì nó giống nhau hết thôi, nhưng mà tay bọc mà anh bọc vô thì nó sạch sẽ thiệt đó, nhưng mà chạy nó không đã, cầm cái vô lăng nó không có cảm giác sướng. Thì anh thích thì cà bọc vô thôi, không phải bọc vậy, không bọc vào để bảo vệ cái này cho nó. Dạ, cho nó cái tay trên mình nhiều khi mình mà lái mình ăn uống này kia. À dạ, xe nó mới về lại chưa kịp giấy xuất xưởng luôn. Được bao nhiêu xe? Mới về có chiếc này hơn ghê luôn. Một cái mình xe nha. Ờ. Về kịp 2 tháng này là chiếc xe của anh. Tại vì trong đợt đầu tiên này tụi em có 7 chiếc à. À đây à. Ờ. Về được có 7 chiếc, 7 chiếc GLC thôi, nhưng mà có GLC 200 rồi GLC 200 Formatic nữa. Mà hên được cái chiếc màu đen. đen là thích kèm của anh, về sớm. Về lại chứ rồi anh về thêm đúng không? Đúng rồi, nó hợp lý theo cái thời gian anh muốn hết luôn. Với theo cái ý thích của anh là màu này mà nó về màu khác lại chờ nữa. Dạ. Mà nói thật với em, chẳng lẽ em muốn hết nhiệt tình và anh đâu có nói em được cái này kia. Dạ. Khổ. Chứ em cũng lo quá trời. Thì anh biết mày cũng ấy, nhưng mà nói chung là số anh cũng là hên, đúng ý. Đúng ý. Và đúng ngày nay là anh chỉ có xe anh chạy là được rồi. Là vui anh ha. Thật ra cái ngày hôm nay nó rất là đẹp. Đúng rồi. Em là một lát nữa em phải đi giao cái xe đó. Là người ta dặn em cũng cả tháng rồi á. À đi Vĩnh Long rồi đi giao xe. Đi Vĩnh Long á. Anh chạy này không là phải ấy. Với lại mấy xe máy nè ha. Xe máy nó hay ra anh muốn em hôm nãy anh muốn nó vậy đấy. Là xe máy là nó chạy. Mệt lắm. Đau quá. Vừa này, xe. Chỗ này là giải tỏa hay sao anh? Không phải. Chỗ đấy là mua. Mua miếng đất bự vậy hả? Quán
quán cà phê, quán quen xong nè. Mỗi lần đi đem xuống em dắt xe lên chứ. Đây em, đây em. Đây, xe đấy, công nó không để, nó để ra ngoài.